Rồi, xin phép cả nhà anh em xem nhiều đi, mình sẽ chia sẻ cho anh em lắp cái van ISC này của Galati của IA. Chúng ta hôm nay có thể buổi trưa nay chúng ta vào nhiều không ạ? Bởi vì tối nay Tuấn phải giảng dạy rồi. Có cái khóa kế tiếp là ngày vào 20 tháng 6 nhá. Rồi, nhiều hơn nữa đi, đặc biệt anh em trên tay không có cái máy không ạ, để chúng ta reset cái van này, chúng ta chỉ cần đơn giản thôi, vào nhiều hơn nữa đi ạ. Tăng tốc được không ạ? Ok chưa nào? Cái này đặc biệt anh em nào không có thiết bị máy ạ. Chúng ta tăng tốc chia sẻ lên đi. Có thể tăng tốc lên 50 người đi. Đây, xe này thì Galati đang rất bình thường. Hoặc bị mất Galati. Đây, Galati đang nổ rất êm. Chúng ta cũng chẳng cần quan tâm cái đồng hồ này. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta lắp thành công thì đương nhiên sẽ không bao giờ bị cái lỗi 37 và đồng thời lỗi 79. Bởi vì Galati nổ rất ok, không tắt máy nữa, không hòa ga nữa thì sẽ không bao giờ xuất hiện cái lỗi 37, nên chúng ta chẳng cần phải quan tâm cái đồng hồ. Tháo ra tháo vào, lắp cho anh em khoảng 5 lần trưa nay. Coi nó dễ như thế nào. Nhiều lúc các bạn rồi ok. Xe khách hàng mang vào bị mất Galati. Anh em mở ra vệ sinh van ISC Galati tự động được IC điều khiển nó, thì đồng thời anh em lắp vào bị òa ga. Đấy, bị òa ga và đồng thời xuất hiện cái lỗi 37 mà tất cả anh em cứ băn khoăn. Chúng ta hì hai hục hết ngày này qua ngày khác vẫn bị cái van ISC Galati của IA nó hành. Tại sao van IACV của Honda lại không hành? Mà lại sao cái van ISC của IA lại bị hành? Thì tất cả Tuấn sẽ dùng bằng đôi tay. Và con tô vít không bao giờ dùng bằng máy. Nhá. Và Tuấn bỏ luôn cái lò xo để cho anh em xem con xe có hiện tượng gì không. Chia sẻ mạnh vào. Đặc biệt cho những anh em nào tay nghề còn hạn hẹp. Đúng không ạ? Hạn hẹp. Không cần phải lấy thước kẹp để đo bao nhiêu mili. Được chưa? Tuấn sẽ chơi one to tì thoải mái cho anh em. Lắp vào không được thì tháo ra là thứ hai lắp vào tiếp. Nhưng không bao giờ để anh em hành vài tiếng hồ ở cái van này đâu. Ok. Xin phép uống cốc nước đúng không ạ? Rồi ok, mới mua chai nước 10.000. Trời nóng quá không kịp ăn cơm. Nhưng đủ 50 người xem, chia sẻ được không ạ? Chúng ta có chia sẻ ho mần không ạ? Đi mua cơm đi em. Chúng ta gắn thẻ bạn bè mời vào. Hãy là một tấm lòng nhân ái để nhiều anh em còn khó khăn. Nhiều anh em thấy lắp cái van này thấy đau khổ quá. Cái xe IA này không có cái gì hết. Đúng không ạ? Chúng ta phải lấy cái thước kẹp để chúng ta đo, nghe nó đau khổ quá. Rồi đây một cái Galati nổ với rất bình thường đây ạ. Được chưa? Galati này nổ quá ok rồi đúng không? Không cần phải nhìn đồng hồ. Bởi vì Galati nó ở chỗ nổ ở trạng thái như thế này thì đặc biệt sẽ không bao giờ xuất hiện cái lỗi 37 đâu. Rồi nhịp ga lên. Xem đồng hồ làm cái gì đúng không ạ? Đồng hồ nó hư thì sao?
không cần phải xem đồng hồ. Không cần phải xem đồng hồ, ok. Đây, đồng hồ bỏ luôn. Cần gì đâu, cái đồng hồ này nó chỉ là cái hiển thị km, báo xăng, dục luôn. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nghe guarantee là chúng ta biết là có xuất hiện cái lỗi 37 không. Rồi. Chúng ta sẽ thao tác làm như sau. Rồi. 50 người xem được không ạ? Vẫn sẽ lấy cái tô vít mở cái van KSC này ra. Còn anh em nào có máy ấy thì chúng ta reset cái van này, nó quá đơn giản, như chúng ta đang ăn cơm thôi. Còn cái này hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà là cả nhà chỉ có cái đôi tay này và con tô vít thôi, nhưng vẫn làm được cái van thế nào gọi là cái van Galati từ IC điều khiển mặt Galati cho nó. Chúng ta có thể tăng tốc người xem lên được không ạ? Tăng tốc lên người xem được không ạ? Và cái khóa học này ngày mùng 3 tháng 6 tối nay. Còn bây giờ anh em nào có nhu cầu học đêm nay thì các bạn vẫn đăng ký, vẫn chưa bao giờ là muộn. Khóa kế tiếp là ngày 20 tháng 6. Tuấn đã viết trên trang cá nhân cho anh em. Khóa này anh em nào bận không học được thì chúng ta tham gia khóa học vào ngày 20 tháng 6. Và chúng ta còn khoảng 17 ngày nữa đấy ạ. Bởi vì Tuấn dạy trong vòng 2 tuần và xin phép được nghỉ ngơi vài ngày nữa thôi. Rồi, ok. Thế này thì quan quá trình mình chỉ cần cái tô vít, đúng không ạ? Mình tháo con vít này ra và đồng thời lấy cái ngàm ra và sẽ lấy được cái van ISC. Đúng rồi, tháo thoải mái. Được chưa? Cái này mình để dưới này. Rồi, mình lấy cái van ISC ra. Tháo ra vệ sinh. Bởi vì đúng không ạ, nó bị dơ thì đương nhiên gió vào ít, đồng thời bị mất Galati. Đây. Thoải mái. Đúng chưa? Đấy, chúng ta nhớ cái xin cái siêu trong này. Chúng ta đậy vào lại cái van. Tăng tốc người xem được không ạ? Có anh em nào chia sẻ không ạ? Đấy, lấy cái lò xo ra. Thì đồng thời bây giờ mình sẽ đưa vào cái đầu tiên, vứt cái lò xo. Đúng không? Mình bỏ cái lò xo ra luôn. Coi sao cái đã. Tuấn cũng là một người bình thường như anh em. Hôm nay mình coi như là mình là ngày đầu tiên lắp cái van ISC này vào. Không có thiết bị máy chẩn đoán. Bởi vì kinh tế chúng ta đang khó khăn, chúng ta phải lo bữa ăn hàng ngày, chúng ta hồi giờ chưa va chạm về phun xăng điện tử nhiều, thì hôm nay vẫn sẽ là người anh em đó chưa biết gì về FI. Coi như cái lò xo này bị mất hoặc bị hư, chúng ta tháo ra, chúng ta bỏ luôn. Vấn đề đầu tiên là cái lò xo. Quay cái này đi, ok. Bởi vì con xe này không phải là bị hòa ga, con xe này khách hàng mang vào bị ở trạng thái mất Galati. Chúng ta ngoáy sạch cái lỗ trong này đi, lấy cái bông gòn, đúng không ạ? Thấm dung dịch, chúng ta rửa sạch cái lỗ là được rồi. Tiếp tục chúng ta rửa sạch cái van, Galanti ISC này. Đấy, rửa sạch đi, lau chùi cho sạch sẽ đi. Và kiểm tra ở trên cái đầu tu này, cái đầu tu này nó giống đầu tu của anh em mình đấy. Nếu mà nó bị chày, đúng không ạ, nó bị lét thì chúng ta lấy cái nhám, chúng ta bo cái đầu tu lại.
Đấy, chúng ta bo cái đầu tu hồi lại, ok. Đây, đúng không ạ, hoàn tù tì Tuấn đơn giản, giống như những anh em nào cũng mang vào nghe ở trên mạng, đúng không ạ? Người ta bảo để có khoảng bao nhiêu mili đấy, li gì đấy. Rồi ok, xoay như thế này, tập tạm như thế này. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta chưa được học về FI mà, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm như thế này, ok. Rồi chúng ta sẽ luồn vào, nhớ dưới cái van ISCV này, ISC này, đúng không ạ? Và chúng ta lắp vào, ok. Bởi vì trong này nó hơi bị tối chút xíu, chúng ta phải lựa vào. Rồi, bật ba lát cái đã, đúng không ạ? Bởi vì nó rất tối. Rồi, bây giờ cái van ICV nó đang ở, đúng không ạ? Nó đang ở cửa miệng rồi. Bây giờ chúng ta chịu khó lừa vào. Tuấn làm rất chậm, làm bình thường như những anh em mới học nghề, thử xem nó sao. Có hiện tượng gì xảy ra khi chúng ta chưa học về nó. Đấy, ok. Lắc lắc khi không có lò xo, nhấn nó vào như thế này. Và chúng ta để tay như thế này luôn, chúng ta đừng có siết cái vít vào. Đó ạ, nổ máy thử coi sao. Bóp bóp em cái thắng ấy, bóp thắng bên này. Thấy chưa, để như này có garanti ok không? Quá ok này. Chúng ta cần gì đâu phải 3 mili, cần gì phải reset bằng máy đâu. Để cho nó nổ khoảng 30 giây, 30 giây sau chúng ta mới bắt vít vào. Đấy, bỏ lò xo nhá, cho nó nổ cho vào khoảng 30 giây. Chúng ta chia sẻ mặt lên ạ. Rồi ok, đúng rồi, đây là lần một hên xui lại lắp phát lại ăn ngay. Rồi chúng ta cứ đợi nổ khoảng 30 giây, cứ giữ tay như thế này, giữ tay. Cần gì phải máy móc, đúng không ạ? Bởi vì anh em chúng ta chưa có điều kiện. Có cái máy thì reset cái van này nó như một cái ăn cơm bữa trong vòng tích tắc. Không bao giờ bị òa ga, không bao giờ xuất hiện cái lối 37 nữa. Đây, cái lò xo rục ra ngoài rồi. Đấy, cho anh em. Rồi, garanti đã ổn định. Tuyệt vời không? Anh em nghe được tiếng garanti thì ok ạ. Có ok thì nói ok. Có anh em nào nghe cảm thấy garanti này hơi khó chịu thì comment để Tuấn xem sao. Ok không? Theo anh em nhìn thấy garanti này ok không? Tối nay vào lúc 19:30, chúng ta sẽ học ở trong cái nhóm học online trực tuyến ngày mùng 3 tháng 6 tay ga Đình Tuấn. Chúng ta sẽ học tới 22 giờ hàng đêm. Ok không? Rồi bây giờ sẽ tắt khóa điện đi nè. Vẫn giữ cái van. Được chưa? Vẫn giữ cái van. Tiếp tục bật khóa điện lên, nổ máy thêm một lần nữa. Thử xem sao. Anh bắt thắng cho em. Ok chưa? Bắn sau này. Đấy. Được không? Rồi nếu ok, chúng ta để cho nổ máy luôn. Được chưa? Để cho nổ máy thế này luôn. Lấy cái tay này giữ qua đây, bỏ ngàm này vào. Có mấy nốt nhạc thôi cả nhà ơi. Rồi lấy tôi vít siết vào. Dạ đúng rồi kìa. Được chưa? Siết chặt vào. Đó là lần một. Hên thì chúng ta lắp vào thành công. Ok, tắt khóa điện đi. Nổ máy thêm lần nữa. Thành công lấy tiền.
không? Được chưa? Bỏ lò xo này. Ok, nếu đêm nay anh em nào tham gia khóa học vào đêm nay hoặc đêm mai vẫn chưa bao giờ muộn. Đêm nay chúng ta sẽ học. Nếu anh em nào bận trong vòng khoảng 30 hoặc đêm nay chúng ta có công việc gia đình thì hôm sau có thể hôm sau nữa rất dài, anh em có thể coi lại clip tối hôm qua đã học cái gì. Rất đơn giản thế thôi. Tiếp tục bây giờ là lần 2 nhá, sẽ tháo ra thêm một lần nữa. Tiếp tục lại tháo ra. Cần 35,mm không ạ? Chúng ta phải lấy thước kẹp đo không? Rắc rối, phiền hà, rút thoải mái ra. Nhớ, ở trong này có cục xin. Rồi, rớt đâu rồi? Đây, có cục xin. Đây. Được chưa? Có cần phải lấy thước kẹp đo không? Nhà chúng ta ở quê chưa biết thước kẹp là gì thì lấy gì mà đo? Lấy thước lá đo hả? Đấy, ok. Đúng không ạ? Đấy là cái xe bị mất galati. Tiếp tục lắp vào lần 2. Lắp vào lần 2 cái này thì tiếp tục chúng ta sử dụng lại cái lò xo thử xem sao. Gắn vào như thế này. Rồi, cảm thấy lò xo chắc chưa? Ok. Lò xo này đúng không? Rồi, bởi vì chúng ta chưa chắc thì nó lại bung ra. Xoay nó vào. Rồi, cứng cứng rồi đấy. Rồi, không bung ra nữa rồi. Rồi, ok. Chúng ta lại tiếp tục nhét vào như sau. Để tầm như thế này cũng được. 34mm gì? Cho nó sai số một chút xíu. Đúng ạ. Rồi, chúng ta phải chia sẻ lên. Thôi, chúng ta chỉ cần bấm cái điện thoại chúng ta chia sẻ lên thôi, không có cái gì đâu. Rồi, chúng ta lại lắp vào. Chúng ta phải chia sẻ lên nào. Mỗi người có một tấm lòng nho nhỏ, chúng ta hãy chia sẻ lên. Chúng ta cố gắng chia sẻ lên cho những anh em nào đang gặp khó khăn để anh em còn biết ạ. Rồi, tiếp tục bây giờ comment lắp lại lần thứ hai. Chúng ta chia sẻ đi. Chúng ta thả like, thả chim đi. Đúng không ạ? Để cho nó có khí thế. Để lắp vào lần 2. Lần 2 này thì cái lò xo chúng ta sẽ đưa vào. Ok không ạ? Bây giờ lắp vào lần 2. Này. Cũng bình thường. Vẫn cũng bình thường. Như bao đôi tay khác. Cũng bình thường. Đó, cũng là những đôi tay. Những đôi tay này bơm hơi vá lốp. Đó, đây, chảy chóc. Xương từng cục đó, cũng dầu nhớt. Đấy, bóng tay thì chưa kịp cắt. Thấy bóng tay dài không? Do ở nhà bấm đâu rồi, tìm không ra. Cũng bao nhiêu đôi tay khác, cũng phải mang cái còng trên ngón tay, giáp út. Đấy, chúng ta chỉ cần chia sẻ thân thiết như vậy. Bào của chúng ta, đồng bào sửa xe, chúng ta tay nghề còn yếu, thì chúng ta nhìn thấy hôm nay Tuấn cũng là một người bình thường như bao nhiêu người anh em sửa xe khác. Nhưng tại sao lắp cái van ISC này, Galanti này, của IA này, của IC nó điều khiển. Đấy, ok. Vậy chúng ta sẽ vào thêm một lần nữa, lần thứ hai. Chúng ta lừa vào. Đặc biệt chúng ta lắp có cái lò xo này, chúng ta phải để ý. Không là nó kẹt. Nhá, không là nó kẹt. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đưa vào lần 2. Rồi, Tuấn đang nhìn qua cái điện thoại, nó rất khó lắp cái này.
cũng bình thường, anh em hãy lừa vào đấy lại rớt rớt cộng sin này ra đây rồi đấy, rớt ra đây, nó bung cái lò xo ra lại nữa này, lại cài nó vào rồi, rồi lại cứng đúng không ạ, rồi đấy cứng cứng rồi, tiếp tục lại dìu em lấy vào tiếp. Xin lỗi anh em, né camera qua một chút xíu đấy, nó lại rớt rồi, lò xo rớt đâu rồi, đấy anh em thấy không, nó lung tung là lò xo lại bay đâu rồi. Rồi là xo đây. Nó đang vướng cái điện thoại quá nhỉ. Lò mới xo. Vướng quá thì quăng luôn. Rồi tiếp tục lắp vào lần nữa. Chúng ta cứ bình thường, không có gì phải lo ngại đúng không? Rồi đấy. chưa ăn cơm nó cứ rất lá tá này, anh em thấy không? Ok này, ok, chúng ta tiếp tục đưa vào như sau. Rồi lò xo này ok rồi này, luôn tiếp tục hơi bị khó vào nhá, chúng ta hãy lừa đấy, thấy không, ok vẫn cứng đúng không ạ, có tội vô chỗ này này, nó phải nhìn thấy sáng, chúng ta phải lừa vào đấy, nó kẹt thấy không, nó kẹt là không vô này anh em thấy không. Đấy chúng ta hãy bình tĩnh nhá, kiểm tra lò xo, nó làm rất chậm coi như anh em luôn đúng không ạ, đấy không thể nào vô được đúng không, bởi vì chúng ta chưa vô cái ngàm, chưa vô cái g, đấy giờ nó vô này, lắc lắc chút này đấy, nó như thế này thì không được này. Đấy, nó như thế này này, là nó đang bị kẹt lò xo này. Đấy, chúng ta thử nổ lên này, nó còn sẽ vấn đề ngay. Đấy, cái lò xo này chúng ta lắp vào cẩn thận không nó kẹt nhá, nên anh em bị hằn là hằn ở cái lò xo này. Khó quá, bỏ luôn. Ok chưa? Tiếp tục. Đấy, nó đang rất khó vô ở đoạn này này. Đấy anh em thấy không, lò xo là cứ rớt như liên tục, rớt như hạm ấy. Đấy, nó lại luống cuống ở đây, không sợ gì hết. Tiếp tục cài cái lò xo này vào. Tiếp tục nhét bằng được nó vào, đúng không ạ? Chết rồi, không thấy đường nữa rồi ấy. Điện thoại nó vướng quá. Nghe thấy không? Đấy, giờ nó vô này.
Đấy, thế này nó mới vô này, đúng không? Đấy, thế này nó không bung ra nữa này, thả tay ra này, nó mới vô. Còn các bạn đừng có ép nó vô nhá, ép nó là không thể nào nó được. Đây, tuy nó có lò xo, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nổ máy. Bóng này mình tay thắng anh. Đấy, ok chưa? Cứ nổ máy như vậy, dí tay vào. Đây. Vậy là Đình Tuấn hôm nay hên lắp hai lần vào cả hai. Đúng không ạ? Tiếp tục nổ 30 giây. Có cần máy không? Không cần phải thước kẹp luôn. Không cần phải đo luôn. Đấy, giữ cho vòng 30 giây, giữ như thế này. Tuấn làm cũng như tất cả bao anh em người khác thôi. Đừng để cái van này nó hành nữa nhá. Đấy, quan trọng chúng ta lắp vào. Chúng ta khi nó vào là nó vào, chúng ta đừng có ép. Đấy, chúng ta cứ ép nó vào thì đương nhiên nó sẽ bị cà. Và đồng thời nó kẹt cái van Galanti ESC. Tắt khóa điện này đi. Anh bắt thắng cho em một lần nữa. Rồi, nổ máy. Ok chưa? Ok rồi, tiếp tục vặn vít như trạng thái lúc nãy. Thế thôi. Rồi, chúng ta lấy tiền. Rất đơn giản. Đây, Garanti. Garanti ok này thì không bao giờ xuất hiện cái lỗi 37 nữa đâu. Tắt khóa điện. Mình bật lại thêm một lần nữa. Ok chưa? Garanti nổ rất nhiễn. Và đồng thời hôm nay mình gửi cái clip này cho toàn thể anh em. Cho toàn thể anh em, nếu trong tay nào chưa có máy, chưa có máy chuẩn toán thì chúng ta không cần phải reset, không cần phải ước gì Galanti hết. Nghe nó ghê gớm lắm. Cũng không cần phải dùng cái thước kẹp. Đâu à, thước kẹp đâu rồi nhờ. Đấy, chúng ta hãy bình tĩnh để khi chúng ta lắp đặt cái van ESC. Thế thôi, chỉ cuộc sống chỉ biết chia sẻ những gì mà mình làm hồi giờ mình lắp đặt được. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em thôi. Trời tiết ở đây rất nóng. Rồi, cuộc sống chỉ là như vậy. Còn bây giờ mới về bộ dây điện. Thật sự anh em nào muốn lên cái mô hình, chúng ta chỉ cần bỏ thời gian ra tèn tèn, lúc nào rảnh chúng ta lên cái mô hình giá cực rẻ như sau, em sẽ cho mọi người xem. Đây, đó ạ, chúng ta mua bộ này, chúng ta làm cái mô hình thì tất cả xe điện tử vào làm sao giống hẳn anh em. Cái rè này bán chắc cũng có tiền. Ở đây có cái bình nước phụ, chúng ta bán vẫn có tiền. Đúng không ạ? Lỡ may cái bình này bị va bể chuột cắn, hoặc là cái rè này bể, bán vẫn có tiền. Cái rè này với cách nước này bán có vài trăm ca khỏe. Đúng không? Ăn đập điện, về sửa đập điện. Đi về. Vẫn không có nhiều đâu. Hiện tại đang có 4 bộ. 4 bộ thôi. Chúng ta phải làm mô hình. Đây. Nguyên cả bầu boe này. Đây. Ok chưa? Giá hạt rẻ. Rồi, sẽ bày cho anh em xem. Bình xăng chờ 1 bán cũng được 500k. Đúng không ạ? Bơm xăng. Anh em nào hốt cái đồ lẻ, còn bán lẻ luôn.
ICC nhu cầu bán luôn. Đây chuẩn bị lấy hai co về nhà lắp vào xe nhà. Đây mâm điện zin, được chưa? 4 bộ như thế này luôn. Đây. Di xe. Test hết. Mô bên sườn. Oxy. Cảm biến nhiệt độ động cơ. Oxy. Đằng sau cảm biến VS. Giá rẻ chúng ta về làm cái mô hình. Còn mới cái này ấy, thật sự ấy, mua cái này về nhà chỉ cần bán vài món lấy lại vốn. Kia, cái rè chấn bùn, két nước phụ, cái bô e lọc gió, rồi bình xăng, bơm xăng. Và đặc biệt ở trên cái họng ga này còn rất đẹp, có kim phun luôn. Rồi cảm biến gió IAT nằm ở bầu lọc gió. Ok chưa? Cái kim này bán cũng được 500. Kim zin. IC zin. Mua bên sườn. Hết. Trong này kiểm tra rờ le coi. Trời ơi, hai con rờ le này bán mấy trăm ngàn. Rờ le zin. Rồi zin. Zin ở đây chân này chân trụ chân 30, hai chân ngoài là cuộn dây, hai thầy là hai thường tiếp điểm, đúng không ạ? Một đề một sạc. Chân này chân trụ, hai chân ngoài cuộn dây, chân đề chân sạc. Rồi, rờ le zin. Trong hộp. Rồi, trong hộp vẫn còn hai cầu chỉ phụ. Đó ạ, và cái kẹp tất cả còn zin. Đây. Anh em nào yêu thương thì Tuấn bày cho về nhà làm cái mô hình. Cái này thì anh em chỉ cần về nhà mua tấm MK. Thì tất cả họng ga đã có rồi. Chúng ta mua về nhà chúng ta độ và chúng ta làm cái bát, đúng không ạ? Chúng ta độ để chúng ta bắt cái bu lăng này vào. Thì chúng ta chỉ cần khoan thôi, không cần đẹp. Đấy, về nhà chúng ta làm như thế này. Và chúng ta làm ít cái công tắc ở dưới này, chúng ta đánh ban. Nhiều cái ban nào quan trọng nhất nằm trong IC này, chúng ta đánh ban. Sau này chúng ta muốn thử được nhiều IC, chúng ta mua cái rắc này, chúng ta mở tài liệu ra, chúng ta đấu thêm. Rồi, nó như vậy thôi. Không có gì hết, rất đơn giản. Về nhà làm cái mô hình này, nếu các bạn vừa làm, vừa chơi, vừa làm cho khách hàng, vừa sửa xe thì các bạn làm bèo nhất cũng nửa tháng cũng xong. Cái này ra tiệm điện tử mua những cái lỗ này, về nhà lấy mũi khoan, đúng không ạ? Chúng ta bắt vào, rất đơn giản thôi. Còn những cái bát sắt này chúng ta làm nôm na bằng inox, cắt để chúng ta gắn vào những cái này cho nó đẹp, rất đơn giản. Còn thật sự cái ổ khóa này cực rẻ thôi, mua thêm cái đồng hồ vài trăm k nữa là xong. Còn những cái nút đề công tắc này thì anh em làm được rồi, nó rất rẻ. Đấy. Thì thứ nhất, nếu khách hàng mang vào chết IC, chúng ta tháo ra bán IC này. IC này cũng 3 triệu, đúng không? Mâm điện kia triệu mấy, triệu rưỡi là có 4 triệu rưỡi rồi. Cái thùng xăng này bèo gì thì bèo, thay cũng được 45 lít. Alo. Dạ, em nghe. Bốn ngày nữa mới có hàng thôi. Giờ anh nhắn tin Zalo đi để em lưu lại, không có quên. Anh nhắn tin Zalo em số này đi. Rồi vô Zalo sửa xe nhắn tin cho em. Dạ, anh gửi luôn để em lưu. Dạ. Sao biết hay vậy? Mai mới về. Rồi nhẹm lấy liên tục. Tài liệu thì đang ghi ở Hà Nội, không qua gửi về đấy, đâu ghi ở đây, nhìn thấy mắc quá.
Dạ. Qua để khóa sau đi, để khóa sau đi. Dạ, anh nhắn tin Zalo em đi. Còn học cái này thì tối nay mình học, có thể ngày mai mình vẫn coi lại được mà, sao đâu. Rồi rồi. Ok không ạ? À? Đấy. Về nhà cái thùng xăng kia mục cũng bán được vài trăm cái boe này, lỡ may tông quẹt bể boe. Đúng không ạ? Đấy, boe. Rồi cái rè nữa kìa. Có anh em nào cần IC Zin liên hệ. Tuấn không có nhiều đâu. Có cái loại IC như thế này và IC như thế này trong nhà không có nhiều, bèo nhất cũng phải 50 cục. Đó, bèo lắm thì tất cả những IC ở trong cửa hàng thì Tuấn phải có tới 50 cục. Đồng hồ thì có vài chục cái. Bộ dây điện này hiện tại đang có 4 bộ. 3 của điện từ, 1 của Novo 5. Thì Tuấn chỉ muốn mong rằng những anh em của mình học ra, chúng ta hãy chịu khó cố gắng lên. Thật sự một ngày nào gần đây nhất, Tuấn dám đảm bảo mấy anh em nếu luyện được như ngày hôm nay của Tín Tuấn hoặc hơn, thì chẳng bao giờ những con xe phun xăng điện tử hiện tại nó dám hành anh em. Dám cam đoan luôn nhá, điện giống như xuân. Đấy. Thật sự cuộc sống hiện tại, những cái dòng mô tô không dám nói, có những cái dòng mà xe của IA, Honda, Smoky hay xe điện tử, hiện tại tới thời điểm hiện nay thì không có xe nào dám hành, chỉ có mình hành lại nó thôi. Bởi vì tay nghề hiện tại thì không dám nói giỏi, nhưng ở trong nhà đồ thì anh em biết không, nó gọi là biển cả của FI. Và đồ thử, máy móc chuẩn đoán trong tay Đình Tuấn hầu như cái gì cũng có, mỗi tội không có tiền thôi nhá, không có tiền thôi. Đấy, cái kim này lục bục chúng ta tháo ra, kim này kim zin này, chưa họng ga mới này, cái đầu chụp này thợ nào lăng quăng tháo ra gãy đầu chụp này, bán cái đầu chụp này vẫn được 200-300. Đấy, ở đây hết người ta làm gãy nhiều lắm, tháo đầu chụp mày ra bán cũng được 2-3 lít. Xe này hồng ga còn zin tét, chưa thợ nào rờ luôn. Đây, cái này van kiểm soát khí bay hơi Epapo hư, tháo ra lại thay tiếp. Hay nguyên kiện, cái này như bị mất cái bầu thôi, không có cái bầu thôi. Bầu làm gì đâu mà bầu. Đây bầu đây này. Đấy. Có mà bèo lắm cũng bán được cái dây bơm xăng này 2,5 lít, 3 lít. Hiểu chưa? Chuột cán mang vào bán. Dây zin. Giá hạt rẻ. Có anh em nào hốt không? Đây, Tuấn còn nguyên bộ phun dây điện của Novo 5, bơm xăng còn sống luôn. Đó, đấy. Tiền để làm gì và sắm vàng làm gì anh em. Đấy, sắm vàng thì không bao giờ đẻ ra đâu.
Vàng hiện tại đang 5 triệu một chỉ. Thì chúng ta bỏ một khâu vàng này thôi. Đúng không? Cái này 5 phân. Chúng ta thêm 5 phân nữa. Lấy cái này về có lợi nhuận. Để ngay trước mắt anh em luôn. Nếu chúng ta muốn chinh phục Busan Nhật Tử. Còn không, về nhà làm cái mô hình này chơi. Thì chúng ta sợ gì về FI? Đấy. Mua một tấm meca hoặc tấm gỗ bán ép về nhà khoan. Có mà làm túc tắc, cứ buổi tối làm khoảng 2 tiếng thì nó cũng xong. Tuấn sẽ chụp cho anh em. Còn bộ dây này chúng ta tước ra, chúng ta chạy đằng sau. Được chưa? Đấy, tước ra chúng ta chạy đằng sau. Đây, rắc bơm xăng. Thì chúng ta nội công sẽ lên trong vòng, trong vòng rất nhanh. Đấy, ok. Hãy đầu tư thì mới có lợi nhuận. Chúng ta phải đam mê thì chúng ta mới có tiền. Cuộc sống luôn luôn chẳng ai cho ai chúng ta cái gì. Chúng ta phải phấn đấu hàng ngày. Chúng ta phải dùng cái đầu, dùng đôi tay. Chúng ta phải hướng đến mục tiêu. Chúng ta phải chăm chỉ. Chúng ta luyện tập thì chúng ta mới có thành công. Bởi vì thành công đến với chúng ta rất ít. Thời cơ đến, chúng ta phải chộp ngay thời cơ đấy để chúng ta đi lên. Còn bây giờ một con xe mang vào, biết là tiền đấy, nhưng để cặt cặt, nhưng chúng ta chẳng có cái gì, thì chúng ta làm sao làm được con xe FI? Đúng không ạ? Đấy, để cặt cặt chỉ có vài nguyên nhân thôi. Con RLE này nối tắt. Rồi, IC là một. Nếu CKB không báo lỗi thôi, bị quần điện. Nhưng chúng ta không học thì chúng ta làm sao biết cách kiểm tra? Chúng ta không đầu tư đồ thì lấy gì chúng ta thay vào để chúng ta lấy tiền? Kể cả những này này, anh em thợ ở đây, người ta tháo cái này ra, gãy liên tục. Đấy, khách hàng thì cần xe, nhưng cái này mua hiện tại ở đây không có đâu, phải đặt hàng. Tháo ra bán có mà 500 thì cũng có người mua. Bởi vì bây giờ khách đang cần, đúng không ạ? Đang hối thằng thợ thì thợ phải mua thôi. Đấy, bộ e. Đấy. Trước sau cũng bán hết. Miễn sao mình đang ở cái nghề này thì những cái đồ này không bao giờ cần về chai được. Thiếu gì người mua. Đấy, Tuấn có 4 bộ. 3 bộ đề từ, mấy một bộ của Novo 5. Đấy, anh em phải phấn đấu, cố gắng lên. Tương lai đang chờ anh em chúng ta phía trước. Chụp buji này cũng bán được này. Chụp này còn ngon này. Không. Chụp này bèo gì thì bèo cũng được 70-80 cho tới 100. Múc. Mô bên sườn, zin. Bát. Rồi, cái này chuột nó nhai. Bầu. Đây, ống thông hơi. Giữ vào đây. Bầu. Bán hết. Đây. Nó đây này. Vào đây nữa này, nó sẽ đi vào đây này. Đây. Đấy, nó đi vào đây. Tiếp tục cái này đi vào đây. Cái bầu này giữ cái hơi xăng, từ vì xăng lớn nó bốc, nó nằm trong này. Tiếp tục. Đúng không ạ? Đấy, nó đi qua đây. Tiếp tục chúng ta lên 1/3 ga, cái van từ này nó mở, nó sẽ đi không khí qua đây. Và tất cả nó đi vào đây. Rồi, nó giản đấy thôi, cái này còn nguyên kiện. Cái này chỉ thiếu cục máy thôi. Đấy. Anh em nào inbox, bốc về. Bán hết.
Đây oxy lỡ may hư tháo ra bán. Con này đỏ luôn, nhiệt cua này. ECT lâu ngày già nua, nhiệt độ mới có 100 độ C nhưng báo có 50. Đấy, đôi khi hư thì đương nhiên nó sẽ bị âm. Đấy, âm khoảng 35 độ. Để khó nổ, thay, múc, lấy tiền. Toàn là tiền ngay trước mắt, anh em lại không kiếm. Rồi, rơ le khởi động, cắt cắt, múc. Mất nguồn rơ le chín, múc. Có một cầu chì này tháo ra bán, có tiền, cầu chì zin 10.000 cái. Đây 6 cái, 60. Bữa nào rảnh Tuấn quay cho anh em 4 bộ nhá. Ở trên nhà hiện tại đang còn 3 bộ. Quay hết cho anh em xem. Bữa nào có một thời gian bảo lính lác sắp xếp tất cả những IC đồng hồ, phơi ra một cái cửa hàng, chụp live stream cho anh em. Rồi, AB125 đề từ ACG. Nhá, anh Hoàng Hà, điện xe gì vậy em? Điện xe gì vậy shop? A Black đề từ 125. Rồi, xin chào anh em. Em về ăn cơm đây. Nghỉ chút. Chiều lại kiếm miếng cháo, tối lại dạy các anh.